Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa tập 3. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian tháng 1 năm 1995. Kính thưa lão pháp sư, chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, hôm qua chúng tôi đã trình bày với quý vị nội dung chính là trong trang 15 đến trang 28 của trong bổn kinh. Chúng tôi không có chiếu theo kinh văn, cũng không có chiếu theo phần văn của yếu giải, mà là chỉ giảng rõ ý nghĩa của trong đoạn kinh văn này. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng phần huyền nghĩa cho quý vị. Đại sư Ngẫu Ích, ngài chia phần huyền nghĩa làm 5 đoạn. Hôm qua chúng tôi đã giới thiệu xong phần tông chỉ của bộ kinh này và lực dụng của bộ kinh này. Thế nhưng tại trong phần đức dụng có mấy câu cần phải kèm theo thuyết minh, đó chính là vãng sanh về tịnh độ. Trước kia đã từng xảy ra một câu chuyện ở Đài Loan, ở hải ngoại, hầu như đều bị ảnh hưởng. Đó chính là vấn đề đế nghiệp và tiêu nghiệp. Cái vấn đề này là do cư sĩ Trần Kiện Dân nêu ra. Ông ta là một vị thượng sư của Mật Tông. Do vì ông ta hướng dẫn một số học trò để tra tìm trong Đại Tạng Kinh không có nói đến đế nghiệp vãng sanh, mà chỉ có nói tiêu nghiệp vãng sanh, không có đế nghiệp. Vì vậy ông ta quả quyết đế nghiệp không được vãng sanh, phải tiêu nghiệp mới được vãng sanh. Lúc đó những người niệm Phật họ cảm thấy trong lòng rất chấn động. Thật ra chuyện này, nếu người thật sự hiểu rõ giáo lý thì sẽ không bị ông ta làm ảnh hưởng. Chỉ có những người không thâm nhập giáo lý, khi nghe nói như vậy mới cảm thấy khủng hoảng không yên. Cũng đúng vào năm đó, cư sĩ Thẩm Gia Trinh thỉnh tôi qua bên Mỹ để hoằng pháp. Trạm đầu tiên tôi đến Los Angeles. Ở Los Angeles hết mấy ngày lại chuyển chuyến bay đến New York. Lúc ở phi trường Los Angeles thì gặp được lão cư sĩ Chu Tuyền Đức. Ông ấy ở phi trường đón tiếp tôi. Sau khi gặp mặt, chúng tôi ngồi xe đến công viên Trung Quốc Monterey Park. Ở trên xe ông ấy nêu ra một câu hỏi. Ông ấy nói: thưa pháp sư, hiện nay có người nói đế nghiệp không được vãng sanh, nay tôi đã niệm Phật mấy chục năm, có phải đã uổng công hay sao? Không còn hy vọng gì nữa. Cho nên ông ấy cảm thấy rất là buồn bã.
Sau khi tôi đã nghe ông ấy nói như vậy thì tôi mỉm cười và nói với ông ấy rằng: lão cư sĩ, nếu đới nghiệp không được giảng sanh thì thôi, thì không nên đi. Ông ấy nghe rồi cảm thấy rất kỳ lạ, lại hỏi: pháp sư nói là ý nghĩa gì? Tôi nói: nếu đới nghiệp không được vãng sanh thì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có A Di Đà Phật cô độc một mình, ông đi để làm gì? Ý của tôi nói, ông ấy vẫn không hiểu, ngẩn người ra. Tại sao lại chỉ có A Di Đà Phật một người? Vì vậy tôi mới giải thích cho ông ấy. Tôi nói: ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, các ngài đều là bậc đẳng giác Bồ Tát. Bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, các ngài có phải là đới nghiệp hay không? Lúc đó lão cư sĩ nghe rồi mới hiểu rõ. Ông ấy nói: đúng vậy, ngài Quan Thù và Phổ Hiền cũng là đới nghiệp bản sanh. Ai nói không đới nghiệp? Không đới nghiệp chỉ có một người, chỉ có A Di Đà Phật một người không đới nghiệp. Cho nên ông ấy mới hiểu rõ, chỉ là mang nghiệp mang được nhiều hay mang được ít mà thôi. Bậc đẳng giác Bồ Tát chỉ mang một phẩm sanh tướng vô minh, quý vị thấy vẫn là đới nghiệp. Chúng ta đi vãng sanh thì mang theo tất cả kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não, chúng ta cũng là đới nghiệp. Ai nói đới nghiệp không được vãng sanh? Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Hiểu rõ đạo lý này thì lòng tin mới kiên cố, sẽ không bị những lời nói đó làm lay động lòng tin của chúng ta. Thế nhưng tôi cũng biết lão cư sĩ Trần Thiện Dân đã qua đời nhiều năm. Lúc đó ông ta ở bên Mỹ, trong giới Phật giáo cũng rất có thế lực, cũng có rất nhiều tín đồ. Chúng tôi không thể đắc tội. Nếu mà đắc tội thì việc hoằng pháp sẽ có chướng ngại. Cho nên tôi lại nói tiêu nghiệp cũng nói được rất đúng, không sai. Tại vì sao? Vì tiêu thêm một chút thì đem ít một chút thì phẩm vị cao thêm một chút. Cách nói này cũng đúng. Tuy trong kinh điển không có bốn chữ đới nghiệp vãng sanh, nhưng trong kinh văn có đầy đủ ý nghĩa. Năm xưa Thế Tôn có nói tứ y pháp, ngài dạy cho chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Trong ngôn ngữ văn tự có đầy đủ ý nghĩa, chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Đại sư Ngẫu Ích và Đại sư Liên Trì tại trong chú giải kinh A Di Đà cũng có nói rõ đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp sanh đến phàm thánh đồng cư độ, sanh phàm thánh đồng cư độ. Quý vị nên biết, sanh đến phàm thánh đồng cư độ, cho dù vãng sanh vào hạ hạ phẩm cũng được Phật lực gia trì. Hôm qua tôi đã trình bày với quý vị, người vãng sanh là còn sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Lúc họ sắp mạng chung, sắp lâm chung thì Phật đến tiếp dẫn. Lúc tiếp dẫn họ nhất định là trước tiên Phật quang chiếu đến. Phật quang vừa chiếu thì nghiệp chướng của chúng ta đã tiêu trừ được rất nhiều. Phật quang có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, cũng giúp cho chúng ta nâng cao công lực. Mức độ thấp nhất có thể nâng cao chúng ta đến ngôi vị sơ tính Bồ Tát trong viên giáo. Phải đoạn phiền não mới chứng được sơ tính Bồ Tát, tức là phải đoạn hết kiến hoặc 88 phẩm. Cho nên Phật quang vừa chiếu, mức độ thấp nhất có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ được kiến hoặc 88 phẩm.
Cho nên khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là ngôi vị nào? Nếu là tính theo tự phần của chúng ta, tức là bản thân của chúng ta, công phu thật sự là ngôi vị sơ tính Bồ Tát trong viên giáo. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là ngôi vị này. Đây là nói về tự phần, không nói Phật lực gia trì. Thế nhưng sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được nguyện lực 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, giúp cho ngôi vị của chúng ta nâng lên đến Thất Địa Bồ Tát. Bởi vì trong 48 nguyện có nói rất rõ ràng, phàm là tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là điều làm A Di Việt Trí Bồ Tát, bậc A Di Việt Trí Bồ Tát là Thất Địa trở lên. Đây là nguyện lực của A Di Đà Phật, là sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì lập tức giúp cho quý vị nâng lên đến ngôi vị Thất Địa. Điều này thật là không thể nghĩ bàn. Đây là tra tìm trong khắp Đại Tạng Kinh cũng không có, trong cõi nước mười phương cũng không có chuyện này. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có thù thắng như vậy. Thế nhưng quý vị nên biết, khi được Phật lực gia trì thì giúp cho chúng ta lên đến ngôi vị Thất Địa, khiến cho thần thông đạo lực trí huệ của chúng ta bằng với Thất Địa Bồ Tát và Bát Địa Bồ Tát. Vả lại điều khởi tác dụng, cái tác dụng này không phải công phu của mình đạt đến, mà là A Di Đà Phật gia trì. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi dần dần tu học, đương nhiên sẽ không mất thời gian rất dài, phải mất thời gian khoảng chừng 1-2 kiếp thì thật sự tu đến ngôi vị Bát Địa Bồ Tát. Sau khi chúng ta tu đến ngôi vị này, chúng ta muốn hỏi Phật còn có gia trì nữa hay không? Phật vẫn còn gia trì cho chúng ta. Bởi vì trong 48 nguyện không có nói như vậy. Khi ngươi thật sự tự chứng đến Bát Địa Bồ Tát thì ta sẽ không gia trì cho ngươi nữa. 48 nguyện không có nói câu kinh ngôn này. Do đây mới biết, cho dù quý vị ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành đã thành Phật, mà 48 nguyện của A Di Đà Phật vẫn còn gia trì cho quý vị. Đó là lòng từ bi của Phật đã đến chỗ cùng cực. Chúng ta cũng phải hiểu rõ sự và lý này, sau đó mới biết được sự thù thắng của cõi tịnh độ. Vì sao mười phương tất cả chư Phật đều khen ngợi? Đạo lý thì ở tại chỗ này. Đoạn kinh văn này ở trong trang 25, tự quý vị hãy lật xem. Tôi không cần chiếu theo đọc đoạn kinh văn này. Nếu đọc theo đoạn kinh văn này sẽ làm mất nhiều thời giờ. Chúng tôi đã từng ở Đài Bắc giảng qua bộ yếu giải này một lần, rất là tường tận, có lưu lại một bộ băng cassette, quý vị có thể làm tham khảo. Trong mấy ngày này tôi sẽ trình bày với quý vị những phần quan trọng nhất, cũng là phần tinh hoa của bộ yếu giải này. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ để tăng trưởng tính tâm và nguyện tâm của chúng ta, đối với chúng ta có được sự lợi ích chân thật. Tây Phương Cực Lạc thế giới còn có một hiện tượng rất thù thắng không thể nghĩ bàn, tức là trong kinh có nói các bậc thượng thiện nhân cùng ở một chỗ. Bậc thượng thiện đều là chỉ cho bậc đẳng giác Bồ Tát. Bởi vì trong tất cả Bồ Tát thì bậc đẳng giác Bồ Tát các ngài là cao nhất. Thập Địa Bồ Tát vẫn không thể gọi là bậc thượng thiện, vì trên thập địa hãy còn có người. Cho nên bậc thượng thiện là bậc đẳng giác Bồ Tát, như ngôi vị của Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Các bậc đẳng giác Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới số nhiều không biết là bao nhiêu. Đúng như trong kinh này có nói, không có cách nào tính đếm được, chỉ có thể nói số nhiều vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Đây là nói một câu khái quát, quá nhiều mà thôi. Chúng ta nhất định phải biết, vô số Bồ Tát đó
đều là thành tựu trong 10 kiếp A-di-đà Phật thành Phật. Điều này rất là quan trọng, chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất. Để cho chúng ta thật sự hiểu rõ tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đến khi thành Phật phải mất bao lâu thời gian, ở chỗ này Thế Tôn nói với chúng ta, chúng ta ở cõi này tu hành, nếu muốn thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Con số này thì quá lớn quá lớn. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, nếu là y theo trong Kinh Hoa Nghiêm mà nói, ba đại A Tăng kỳ kiếp, quý vị nên biết đây là Thế Tôn thường nói thành Phật quả của biệt giáo, tức biệt giáo Phật, không phải viên giáo. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tôi đến viên giáo, tôi đến viên giáo không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp mà là vô lượng kiếp. Chúng ta vừa nghe thời gian này quá dài quá dài, thì chúng ta, thì tâm học Phật của chúng ta sẽ nản lòng, thời gian dài như vậy chịu không nổi, thôi đi, không muốn tu học nữa. Thời gian dài như vậy, nhưng tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ 10 kiếp thì được thành tựu. Thật ra có cần 10 kiếp hay không, chúng ta hãy chú tâm mà quan sát cho kỹ. Có cần thời gian 10 kiếp hay không? Không cần. Nếu là 10 kiếp được thành tựu mà nói, nay A Di Đà Phật đã thành Phật 10 kiếp, thì những người vãng sanh ở kiếp thứ nhất họ đã thành bậc đẳng giác Bồ Tát. Nhân số ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đẳng giác Bồ Tát chỉ có thể chiếm 1/10, 1/10 không phải là đa số. Trong kinh này nói rất rõ ràng, các bậc thượng thiên nhân là chiếm đa số. Nếu là đa số thì không phải 10 kiếp hoặc 5 kiếp đã thành Phật. Tức là những người giảng sanh ở kiếp thứ 5 cũng đã thành Phật. Đương nhiên là 1, 2, 3, 4, 5 kiếp đi vãng sanh cũng đã thành Phật. Nói bậc đẳng giác tức là đã thành Phật. Thì con số các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là chiếm phần nửa, không phải đa số. Nếu là đa số thì những người vãng sanh ở kiếp thứ 6 cũng đã thành Phật. Có nghĩa là nói rõ tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ mất thời gian nhiều nhất là 3 kiếp, 4 kiếp mà thôi. Tu hành 3 kiếp 4 kiếp là tự mình thật sự chứng đắc quả vị đẳng giác Bồ Tát, không phải được Phật lực gia trì. Nếu là được Phật lực gia trì, hễ vừa giảng sanh đến thì chứng quả, thì chứng được quả gì này? Đây là nói tự mình tu hành, không nói Phật lực gia trì. Chúng ta tự mình dụng công phu thật sự tu chứng đạt đến cảnh giới của bậc đẳng giác Bồ Tát, tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể chỉ mất 3 kiếp 4 kiếp mà thôi. Đây là trong kinh Đại Thừa nói chư Bồ Tát tinh tấn tu hành chỉ mất 3 kiếp thì được thành tựu. Nếu không tinh tấn, bởi vì họ không có thối chuyển, không tinh tấn họ cũng không có thối chuyển, chỉ mất 4 kiếp thì được, thì nhất định sẽ được thành tựu. Điều này thật là không thể nghi bằng. Cho nên nếu quý vị biết rõ chân tướng sự thật này thì quý vị nhất định sẽ thành thật niệm Phật, hết lòng hết dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bởi vì tu hành ở cõi Cực Lạc rất mau được thành tựu. Quý vị không nên tạo tác tội nghiệp trong sanh tử lục đạo luân hồi, không còn tạo nghiệp này nữa. Những quả vị của Bồ Tát cũng rất phức tạp, thời gian tu hành cũng khá dài, thì đương nhiên chịu khổ cũng nhiều. Quý vị nên biết Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải, Ngài có nói một câu chúng ta phải đặc biệt chú trọng. Ngài nói vị bất thối tức đã viên chứng tam bất thối. Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến chữ viên này.
Vị bất thối là chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là vị bất thối rồi. Phật vừa tiếp dẫn chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là vị bất thối. Được vị bất thối đồng thời thì viên chứng tam bất thối. Chúng ta biết tam bất thối là vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Tại trong các kinh thông thường có nói rõ, chứng được tam bất thối là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, cũng là sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Đó là vừa mới chứng đắc nhưng không được viên mãn. Nếu chứng được tam bất thối viên mãn là bậc Bồ Tát nào? Là bậc đẳng giác Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu chiếu theo cách nói này của Đại sư Ngẫu Ích, hay nói cách khác, tất cả sự thọ dụng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có khác gì với bậc đẳng giác Bồ Tát, tức là hàng bậc thượng của trong A Di Việt Trí Bồ Tát, không phải là A Di Việt Trí Bồ Tát thông thường. A Di Việt Trí Bồ Tát bao gồm cả thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa và đẳng giác năm ngôi vị này. Năm ngôi vị này là bậc cao nhất. Đây là Đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta biết. Chúng ta đối với Đại sư Ngẫu Ích, chúng ta phải tin Ngài. Chúng ta biết được Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Mà Đại sư Ấn Quang rất tán thán bộ yếu giải này. Ngài có nói, cho dù là cổ Phật tái lai có làm chú giải cho kinh A Di Đà này, cũng không thể vượt hơn bộ yếu giải này. Đây là Ngài tán thán bộ yếu giải này đến chỗ cực điểm, cũng tức là lời tán thán của Đại Thế Chí Bồ Tát. Vậy thì Đại sư Ngẫu Ích là người thế nào? Nếu không phải là A Di Đà Phật tái lai thì nhất định là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Rất đáng tiếc là không có bộc lộ thân phận của Ngài, nên chúng ta không biết Ngài là ai. Người Trung Quốc rất có phước, chúng ta phải biết rõ điều này. Tổ tông của chúng ta từ xưa đến nay hiền lương, tích công lũy đức, để lại những pháp bảo cho con cháu đời sau chúng ta. Chúng ta phải biết trân quý. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện ở Trung Quốc thì đặc biệt nhiều. Chúng ta đối với Đại sư Ngẫu Ích mà có lòng tin thì bộ chú giải này của Ngài không khác gì Phật đích thân đã nói. Vì vậy chúng ta có thể tin nhất định được viên chứng tam bất thối. Đây là trong tất cả kinh luận khác chưa từng nói đến. Đoạn sau cùng là nói về giáo tướng của bộ kinh. Dùng lời hiện nay mà nói giáo tướng, giáo tướng tức là ở trong lịch trình giảng dạy, bộ kinh này phải nên sắp vào tạng nào. Như trong trường học hiện nay giảng dạy phải sắp theo thứ tự mà giảng dạy, thì môn học này phải nên sắp vào lớp mấy, học kỳ thứ mấy, là cái ý nghĩa này. Tại trong Phật Pháp chúng ta gọi là phán giáo. Thì bộ kinh điển này tại trong Đại Tiểu Thừa mà nói thì bộ kinh điển này là thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Tạng. Còn trong 12 phần giáo là thuộc về vô vấn tự thuyết, tức không hỏi tự nói. Đây là tâm của Thế Tôn. Đại Từ Đại Bi. Tâm của Ngài thật sự là cứu cánh triệt để, Đại Từ Đại Bi. Ngài vì chúng ta nói ra pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả hữu tình chúng sanh y theo bộ kinh điển này mà tu học, trong đời này đều có thể thành tựu viên mãn.
Nếu như là trong phương tiện môn mà nói, thì đây là thiện xảo phương tiện của Phật. Trong bổn kinh chỉ dạy thẳng tắc nhất, quyền đốn nhất, vững vàng nhất, mau chóng nhất, vả lại đơn giản dễ dàng. Chỉ cần tính và nguyện chuyên trì danh hiệu thì nhất định được vãng sanh. Đại sư vì muốn tăng trưởng lòng tin của chúng ta, ngài đặc biệt vì chúng ta khai thị thêm phần kinh văn tinh yếu của trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Cho nên bộ yếu giải này đích thật là thẳng tắc, là đại nguyện độ chúng sanh của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều hy vọng chúng sanh sớm một ngày được thành Phật, không còn chịu khổ trong lục đạo luân hồi. Chỉ có pháp môn tịnh độ này và bộ kinh điển này mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh sớm được thành Phật. Cho nên đây là tâm nguyện của chư Phật Như Lai. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ điều này. Giảng đến chỗ này thì chúng tôi đã giới thiệu xong phần thứ nhất của phần huyền nghĩa. Phần thứ hai là phần tựa, thì giảng đến kinh văn. Xin xem trong quyển kinh trang 29, từ câu Như Thị Ngã Văn mà cho đến câu Kim Hiện Tại Thuyết Pháp, bao gồm cả phần chú giải của Đại sư Ngẫu Ích, tức là từ trang 29 đến trang 43. Hôm nay chúng tôi xin trình bày giảng giải đại ý của đoạn kinh văn này với quý vị. Hai chữ Như Thị này trong lục chủng thành tựu là tính thành tựu, ngã văn là văn thành tựu, cũng là sư thừa. Người Trung Quốc chúng ta nói là sư thừa, nhất thời là thời thành tựu, cũng tức là cơ duyên thành thục. Phật là chủ thành tựu, cũng là người thuyết pháp. Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, đây là ngôi đạo tràng năm xưa, chỗ của Phật giảng kinh, là sứ thành tựu. Ngài Xá Lợi Phất, 16 vị tôn giả và chư Bồ Tát, chư thiên đại chúng, đây là nói lúc đó đại chúng đến tham dự đại hội là chúng thành tựu. Trong các kinh luận cũng có nói rất tường tận, giảng giải lục chủng thành tựu. Trong các chú giải cổ kim cũng đều có giới thiệu rất tường tận. Ở chỗ này chúng tôi không muốn lãng phí thời gian, cho nên không giảng tường tận. Chúng tôi chỉ muốn thảo luận ý nghĩa của bổn kinh. Trong kinh văn nói hai chữ Như Thị này rất là vi diệu. Nếu chúng ta muốn hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói pháp 49 năm là nói những gì, giả như chúng ta dùng danh từ của Phật học mà trả lời thì rất đơn giản, là hai chữ Như Thị. Phật đã nói pháp chính là Như Thị mà thôi. Dùng lời hiện nay mà nói hai chữ Như Thị này, tức là chân tướng sự thật. Lý là như, sự là thị. Lý là bản tánh, sự là ý tránh trang nghiêm.
Tận hư không khắp pháp giới, y tránh trang nghiêm, từ đâu mà có? Là từ chân như bản tánh biến hiện ra mà có. Cho nên cổ đại đức vì muốn nói rõ sự việc này, lại sợ thính chúng khó hiểu, bác đắc dĩ phải dùng một thí dụ, dùng vàng và đồ vật làm thí dụ. Vàng tức là thể, đồ vật tức là tướng. Dùng vàng làm đồ vật đều là vàng. Tánh tức là tướng, tướng tức là tánh, thì gọi là như thị. Ngàn kinh muôn luận cũng không thể lìa khỏi điều nguyên tắc này. Nếu lìa khỏi điều nguyên tắc này thì đó không phải là kinh Phật, thì không phải là Phật thuyết. Chỉ cần phù hợp với điều nguyên tắc này đều gọi là kinh Phật. Tại vì sao? Vì đã nói đó đều là chân tướng sự thật. Đây là tổng thuyết. Nếu chỉ riêng nói pháp môn tịnh độ của chúng ta thì ở chỗ này Phật yêu cầu chúng ta nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là chân tâm, chính là bản tánh, đó chính là như. Trong kinh Kim Cang có nói Như Lai, tức là nghĩa các pháp như như. Đó chính là ý nghĩa của như. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, làm Phật đó chính là thị. Hoàn toàn tương ứng với lý thể này. Chúng ta phải làm sao được thành Phật? Chỉ cần chúng ta tu đến nhất tâm bất loạn thì được rồi. Nhất tâm bất loạn chính là như như Phật. Nhất tâm bất loạn chính là tự tánh Phật. Đây là Phật vì chúng ta nói rõ những y cứ lý luận này chân thật như vậy. Sau khi chúng ta nghe rồi thì hết thảy tất cả trong lòng có nghi vấn đều tiêu mất hết. Bởi vì Phật nói lời chân thật là bản tánh Phật. Hai chữ nhất thời này trong kinh không có ghi chép thì giờ, ngày, tháng, năm. Câu nhất thời này là sống, không phải chết. Nếu ghi rõ thì giờ, ngày, tháng, năm thì thời gian đó đã trở thành quá khứ, không thể trở lại. Bởi vì tất cả chúng sanh có lòng chấp trước, họ chấp trước thời gian và không gian. Người giác ngộ thì không có chấp trước, không có chấp trước giới hạn của thời gian và không gian, cho nên mới có thể đột phá được. Nay ở chỗ này nói nhất thời thì Đại sư Ngô Ích giải thích rằng cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã thành thục. Phật vừa nhìn thấy thì rất hoan hỷ, Ngài liền nói ra phương pháp thành Phật truyền thọ cho họ. Chính ngay trong lúc này thì gọi là nhất thời. Cách giải thích này rất là đúng, rất là viên mãn. Trong đoạn kinh văn này chúng tôi chỉ giải thích hai câu này thì đủ rồi. Ngoài ra nếu quý vị muốn hiểu biết thêm một chút thì có thể tham khảo trong chú giải, tham khảo bộ Di Đà yếu giải giảng nghĩa của pháp sư Viên Anh và bộ Di Đà yếu giải thân văn ký của pháp sư Bảo Tịnh, đều nói được rất tường tận. Ở chỗ này chúng tôi chỉ xin nhắc nhở với quý vị đồng tu
Kế tiếp là xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Ngôi đạo tràng này là do Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc, họ hai người phát tâm cúng dường. Đây là công đức vô lượng, cũng là tấm gương tốt nhất cho hàng đệ tử tại gia của chúng ta. Phật muốn hoằng pháp lợi sanh, muốn hoằng pháp lợi sanh nhất định phải có giảng đường. Nếu không có giảng đường, không có đạo tràng, thì Phật hoằng pháp sẽ có giới hạn, không thể rộng độ chúng sanh. Cho nên hàng tại gia đồng tu tận tâm tận lực hỗ trợ Phật xây cất đạo tràng. Chúng ta phải biết rõ đạo lý này. Chúng ta đọc trong kinh điển có nói rất nhiều về cung điện. Nay chúng ta nhìn thấy trên mặt chữ thì sẽ nghĩ đến loại kiến trúc kiểu cung điện của Trung Quốc. Nếu nghĩ theo cách này là sai rồi. Tại vì sao? Vì đạo tràng của Ấn Độ năm xưa, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, không phải là loại kiến trúc giống như kiểu Trung Quốc cung điện của Trung Quốc. Trong mấy năm gần đây, ngành du lịch đã mở rộng, quý vị có thể đi đến Ấn Độ tham quan du lịch, đi tham quan những thánh tích của Ấn Độ và những đạo tràng Phật giáo của Ấn Độ, không có thấy được một loại kiến trúc nào giống như kiểu cung điện của Trung Quốc. Thế nhưng trong kinh thường có hai chữ cung điện này. Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ cung điện này là gì. Vậy cung là gì? Là nhà ở của tư nhân, gọi là cung. Quý vị tra tìm trong từ điển ý nghĩa của chữ cung là gì. Là nhà ở của tư nhân, gọi là cung. Còn điện là gì? Điện là chỗ làm việc, là chỗ hội họp công cộng, là văn phòng làm việc. Người ngoại quốc gọi là office. Chữ điện là ý nghĩa này. Cho nên cung điện là chỗ ở của tư nhân và chỗ hội họp công cộng của người Ấn Độ năm xưa, khác với loại kiến trúc của Trung Quốc. Đây là nói rõ trên khắp thế giới này, mỗi một quốc gia địa phương kiến trúc vật của họ có phong cách riêng của mình, có hình thức riêng của mình. Điều gọi là cung, điều gọi là điện. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, chỗ ở của các pháp sư và đạo tràng hoằng pháp lợi sanh đều hoàn toàn y theo phong cách loại kiến trúc của Trung Quốc mà xây cất. Trên thực tế là nói rõ hiện đại hóa và bổn thủ hóa của Phật giáo. Cho nên Phật giáo cũng không phải đem loại kiến trúc truyền thống của Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, không có, mà hoàn toàn dùng hình thức của Trung Quốc. Đây là một khải thị rất lớn cho chúng ta. Ngày nay chúng ta đến nước ngoài, chúng ta ở nước ngoài xây dựng xây cất đạo tràng, nên xây cất theo hình thức. Nếu xây cất theo hình thức giống như kiểu cung điện của Trung Quốc thì là sai rồi. Thì không khác gì vào thời xưa các pháp sư từ Ấn Độ đến Trung Quốc, họ đem hình thức kiến trúc của Ấn Độ xây cất ở Trung Quốc. Nếu là làm như vậy thì không phù hợp với hiện đại hóa và bổn thu hóa. Ở chỗ này tôi xin đặc biệt nêu ra để cho mọi người hiểu rõ minh bạch. Phật pháp nhất định phải phù hợp với phong tục tập quán của người địa phương đó, phải phù hợp với cuộc sống tinh thần của người địa phương đó thì họ mới tiếp nhận, thì hoằng dương Phật pháp mới không có chướng ngại. Ngày nay chúng ta ở nước ngoài, nếu xây các đạo tràng giống như kiểu cung điện của Trung Quốc, khi người ngoại quốc vừa nhìn đó là văn hóa của phương Đông, là chỗ của người Trung Quốc, thì họ sẽ không đi vào. Chúng ta ở nước ngoài hoằng dương Phật pháp là muốn họ học Phật, kết quả bị ngôi kiến trúc đó khiến cho họ viễn viễn đứng ở cửa ngoài cửa, họ sẽ không đi vào. Cho nên khi lúc tôi đến nước Mỹ hoằng pháp, tôi thường nói
chúng ta xây các đạo tràng phải xây các hình thức như thế nào? Xây các giống như tòa bạch cung nước Mỹ, nhưng nó nhỏ hơn, cũng là kiểu như vậy. Người ngoại quốc vừa nhìn thấy đây là tòa bạch cung, chỗ ở của tổng thống, thì người Mỹ sẽ bước vào. Cho nên chúng ta không thể xây các đạo tràng giống như kiểu cung điện Trung Quốc. Chúng ta đến quốc gia nào hoằng pháp phải xây các đạo tràng theo phong cách của quốc gia đó của họ. Như vậy mới có thể hoằng pháp gần như Phật pháp, không có trước ngại, khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể hoan hỷ tiếp nhận. Đây là chúng ta nhìn thấy đạo tràng ở nước Xá Vệ. Chúng ta phải hiểu rõ sự thật này. Thế giới ngày nay cũng đang thay đổi. Khoảng 10 năm nữa, theo các nhìn của tôi, khoảng chừng 10 năm sau, thì phương thức cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn khác hẳn với trước kia. Tại vì sao? Vì đã bước vào thời đại computer. Mỗi một gia đình đều có máy vi tính, mỗi một người đều có máy vi tính cầm tay. Đây là sự thay đổi của cuộc cách mạng trong đời sống. Hiện nay ở nước Mỹ đã có rồi, thế nhưng vẫn không có phổ biến. Ở nước Mỹ có rất nhiều gia đình họ không cần đặt mua báo chí và tạp chí nữa. Họ chỉ cần mỗi tháng trả một ít tiền thì báo chí và tạp chí của họ ở trong máy vi tính. Họ muốn xem tờ báo nào cũng được, chỉ cần nhận đúng địa chỉ website thì trong màn hình hiện ra tin tức báo chí. Cho nên không cần gửi báo chí đến nhà, cũng không cần đi mua. Tương lai sẽ tiến bộ hơn. Quý vị muốn mua đồ đạc không cần đến công ty tạp hóa, chỉ cần trong máy vi tính liên hệ. Muốn mua thứ gì của công ty nào, cho quý vị cho họ biết thì món đồ đó sẽ đem đến cho quý vị. Trả tiền thì trong chương mục ngân hàng quý vị trực tiếp chuyển tiền qua cho họ. Quý vị không cần bận tâm, hết thảy tất cả vấn đề của đời sống đã được giải quyết. Còn học sinh không cần đến trường học để học hành, ở nhà học hành trong máy vi tính, muốn học trường học nào cũng được, lúc thi cũng ở trong máy vi tính. Thành tích của quý vị sẽ được giữ gìn trong hồ sơ máy vi tính của nhà trường. Cho nên học sinh không cần đến trường học, thậm chí nhân viên công vụ cũng không cần vào sở làm, ở nhà cũng có thể làm việc công. Máy vi tính sẽ khống chế được tất cả. Đây là sự thay đổi trọng đại của cuộc cách mạng trong đời sống. Trong tình hình như vậy, quý vị nghĩ xem tương lai đạo tràng hoằng pháp lợi sanh của chúng ta là gì? Chính là liên kết máy vi tính. Cho nên một đạo tràng lớn có thể là một đạo tràng hoằng pháp khắp thế giới. Cần bao lớn? Theo tôi nghĩ không cần lớn như ngôi đạo tràng này, không cần lớn như vậy, khoảng chừng 1/10 của ngôi đạo tràng này cũng đủ rồi. Quý vị có một hệ thống trung tâm máy vi tính liên kết với khắp thế giới, đem Phật pháp truyền đến máy vi tính cầm tay của mỗi một người. Họ cũng nhìn thấy hình ảnh của quý vị, họ cũng nghe được quý vị nói pháp, cũng thấy được chữ phụ đề. Họ có vấn đề gì cũng có thể hỏi quý vị. Quý vị nghe rồi thì liền giải đáp cho họ, không khác gì với đối diện với nhau. Thế giới tương lai là thế giới này. Chúng ta phải nghĩ đến tất cả đạo tràng đã xây cất, lúc đó không cần nữa. Những kiến trúc vật đó tương lai có lợi ích gì? Chỉ là cho du khách tham quan mà thôi. Ngoại trừ tham quan ra, có lẽ không có lợi ích gì khác. Cho nên, đây là đã bước vào thời đại computer. Chúng ta đã nhìn thấy sự thật này. Vả lại, không bao lâu thì nhất định sẽ thực hiện được. Cho nên hiện nay, chúng tôi diễn giảng tất cả đều thâu vào băng cassette và băng video, cùng với tất cả phần văn tự của Đại Tạng Kinh. Hiện nay chúng tôi đều phải làm thành phần mềm của máy vi tính để liên kết với khắp mọi nơi. Họ ở nhà mở máy xem thấy toàn bộ tư liệu hiện ra. Nếu họ muốn giữ lại để xem vài ngày thì họ có thể đem nó in ra. Nếu không muốn giữ lại, chỉ xem trong màn hình cũng được. Chúng ta biết rõ trạng huống sinh hoạt của con người thế giới tương lai. Chúng ta làm thế nào thích ứng với thời đại kế tiếp để cố gắng
làm công việc hoằng phát lợi sanh. Đây là nói về xây cất đạo tràng tương lai. Trong kinh nói, Thái tử Kỳ Đà cùng với trưởng giả Tu Đạt Đa năm xưa xây cất tịnh xá cúng Phật, thì nay chúng ta nghĩ đến tương lai thời đại computer, chúng ta làm đệ tử của Phật, làm thế nào thích ứng hoàn cảnh đó, có thể đem Phật Pháp truyền đến máy vi tính cầm tay của mỗi một người, không phải chỉ truyền đến mỗi gia đình, mà là truyền đến trong tay của mỗi một người. Đây là nền khoa học đã tiến bộ tạo thành một hoàn cảnh như vậy. Trong phần tựa của bộ kinh nói chúng thành tựu là bao gồm cả đại chúng cùng nghe. Trong chúng thành tựu có hàng thanh văn, có bậc Bồ Tát, có chư thiên đại chúng. Hàng thanh văn sắp ở hàng đầu. Là duyên cớ gì? Bởi vì hàng thanh văn đều là chúng tỳ kheo xuất gia, họ hiện tướng xuất gia. Duyên cớ thứ hai là chúng tỳ kheo đó là thường tùy chúng của Phật. Phật đi đến đâu thì họ đi theo đến đó, không lìa khỏi Phật. Duyên cớ thứ ba là Phật Pháp phải nhờ vào người xuất gia duy trì. Người xuất gia đại biểu cho Phật Pháp thường trụ ở thế gian. Nếu không có người xuất gia thì ở thế gian này không có Phật Pháp. Cho nên chúng ta nhất định phải tôn trọng người xuất gia. Họ cũng là đại biểu cho thế gian thường trụ tam bảo. Cho nên sắp theo thứ tự thì họ sắp ở hàng đầu. Hàng thứ hai là chúng Bồ Tát. Bồ Tát hiện tướng không nhất định. Có Bồ Tát xuất gia, cũng có Bồ Tát tại gia. Chúng ta thường nhìn thấy là Bồ Tát tại gia thì nhiều, Bồ Tát xuất gia thì ít. Quý vị thấy Tứ Đại Danh Sơn ở Trung Quốc, bốn vị đại Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát ở núi Cửu Hoa, Quan Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà, Văn Thù Bồ Tát ở núi Ngũ Đài, Phổ Hiền Bồ Tát ở núi Nga Mi. Trong bốn vị đại Bồ Tát này, chỉ có Địa Tạng Bồ Tát là người xuất gia, là hiện tướng xuất gia, còn ba vị Bồ Tát khác đều là hiện tướng tại gia. Một phần bốn là xuất gia, ba phần bốn là tại gia. Đây là nói rõ Bồ Tát tại gia nhiều hơn Bồ Tát xuất gia. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ có nói Bồ Tát tại gia hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, tức là 16 vị Bồ Tát tại gia đều là bậc đẳng giác Bồ Tát. 16 vị Bồ Tát này ngang hàng với Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, cho nên Bồ Tát tại gia chiếm đa số. Bồ Tát không nhất định thường theo Phật, họ không phải thường ở bên cạnh Phật, mà họ thường ở một nơi nào đó giáo hóa những người có duyên. Họ thay Phật giáo hóa chúng sanh, cho nên họ không nhất định ở bên cạnh của Phật. Bồ Tát cũng là tượng trưng cho trung đạo, cho nên sắp theo tứ tự thì họ sắp ở chính giữa. Còn đại chúng chư thiên thì sắp ở phía sau, bởi vì họ hiện tướng là người thế gian, thị hiện là hạng phàm phu. Trong hạng phàm phu lẫn lộn rất nhiều chủng loại, họ gánh vác là ngoại hộ, tức là họ ở bên ngoài hộ trì Phật Pháp. Còn chúng tỳ kheo là nội hộ. Đạo tràng chính là trường học. Trong trường học chỉ có hai viên chức, một là giáo viên vào lớp giảng dạy, tức là giáo sư. Còn một loại viên chức khác là hộ trì trường học. Họ lo về hết thảy tất cả công việc, sự vụ, hành chính. Giáo viên
chỉ lo về dạy học. Ngoại trừ dạy học ra, họ không có lo về những công việc, sự vụ hành chánh, cho nên gọi là nội hộ. Đây là nói về đại để kết cấu của trong tăng đoàn. Lúc chúng ta thọ nghi thức tam quy y, chúng ta có đọc một câu kinh văn: quy y tăng chúng trung tôn. Câu kinh văn này là ý nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu rõ. Trong Phật giáo nói chúng, tức là hiện nay gọi là đoàn thể. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều đoàn thể khác nhau. Đoàn thể lớn là một quốc gia, đoàn thể nhỏ là một công ty hãng hiệu, cho đến một gia đình cũng là một đoàn thể. Trong gia đình có cha con, anh em, cha mẹ, cũng là một tổ chức, nó cũng là một đoàn thể nhỏ. Tăng đoàn là tăng chúng, tức là đoàn thể của người xuất gia. Trong hết thảy tất cả đoàn thể thì tăng đoàn là tôn quý nhất. Nhờ cái gì? Vì sao trong tất cả đoàn thể thì tăng đoàn là tôn quý nhất? Vì tăng đoàn hòa mục thanh tịnh, cho nên họ là tăng đoàn thanh tịnh. Phật vì các đệ tử, bao gồm cả đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia, Ngài chế định quy ước là lục hòa kính. Bốn chúng đệ tử ai ai cũng phải tuân theo sáu điều giới luật này. Cho nên trong tất cả đoàn thể thì tăng đoàn là tôn quý nhất. Trong lục hòa kính, điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Kiến là kiến giải, dùng lời hiện nay mà nói, chính là điều kiện đầu tiên. Điều kiện đầu tiên của đoàn thể là phải xây dựng ý thức chung. Điều này rất quan trọng, quan trọng nhất. Phật dùng phương pháp gì để khiến cho mọi người cùng xây dựng ý thức chung? Phương pháp của Phật thật là ví dụ. Tuyệt đối không phải nói kiến giải của ta là chính xác, các ông phải y theo ta. Nói như vậy thì có rất nhiều người không phục. Tại sao tôi phải y theo Ngài? Cách nghĩ của Ngài chính xác, không lẽ cách nghĩ của tôi không chính xác? Cho nên Phật dùng phương pháp này khiến cho hết thảy tất cả cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta thảy đều buông bỏ hết, thì ý thức của mọi người đều nhất trí. Phương pháp này của Phật thật là cao minh, ai cũng không kéo mũi của ai, ai cũng không cần phục ai. Buông bỏ hết tất cả tư tưởng kiến giải riêng của mọi người, điều kiến hòa đồng giải này xây dựng trên nền tảng nào? Trên nền tảng của tâm thanh tịnh, thì mọi người không có lời gì để nói. Phật đích thật là rất cao minh. Ngài không có nói Ngài chính xác bảo chúng ta phải đi theo Ngài. Ngài không có nói như vậy. Đây là lời giáo huấn chân thật của Phật. Bởi vì tư tưởng kiến giải của tất cả chúng sanh đều là sai lầm, đều là sai lầm. Vậy cái gì là tư tưởng kiến giải chính xác? Tức là không có tất cả tư tưởng kiến giải thì gọi là chánh tri chánh kiến. Ngẫu nhiên tiếp xúc được Phật pháp, khi vừa nghe được thì cảm thấy thật là không thể nghĩ bằng. Thật ra Phật nói là lời chân thật. Tại vì sao? Vì buông bỏ hết tất cả tư tưởng kiến giải thì tâm của quý vị là thanh tịnh, tâm của quý vị là bình đẳng, tâm của quý vị là giác ngộ. Cho nên trong kinh Bát Nhã có nói: Bát Nhã vô tri, hữu tri thì không phải Bát Nhã. Bát Nhã là vô tri,
Tâm kinh là tinh hoa của kinh Bát Nhã, là cương yếu của kinh Bát Nhã. Hai câu quan trọng nhất trong kinh, trong tâm kinh là vô trí diệt vô đắc. Đó là chân tri trơn đắc, cũng là chánh tri chánh kiến và vô trí vô đắc. Thế nhưng lúc khởi tác dụng là ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, Bát Nhã vô tri, không gì không biết. Bát Nhã vô đắc, không gì không được. Cho nên nếu quý vị muốn không gì không biết, không gì không được, thì quý vị sẽ được hết tận hư không khắp pháp giới. Quý vị làm thế nào mới được hết? Vô đắc thì được hết, vô tri thì biết hết, không gì không thứ gì không biết. Vô thực vì vô tri và vô đắc là bản tánh, là đức năng vốn tự đầy đủ. Trong Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng lúc ngài đại triệt đại ngộ có nói: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh sanh ra vạn pháp. Sanh ra vạn pháp chính là không gì không được. Vốn tự đầy đủ chính là không gì không biết. Phải nhớ kỹ, ngài nói câu thứ nhất: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Vốn tự thanh tịnh chính là câu vô trí diệt vô đắc. Lúc khởi tác dụng là không gì không biết, không gì không được. Đó mới là chân thật Phật pháp. Không phải cầu bên ngoài, thấy điều là từ trong tự tánh vốn có đầy đủ. Học Phật học ở đâu? Học Phật chính là học ở chỗ này. Vậy thì đúng rồi, thì chính xác rồi.